Ngọc Ánh Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà với cái diện tích 40m² thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ thông, đường thoáng, cách với đường ô tô chỉ 30m. Và với căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay vị trí cụ thể thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với trường Đại học Kiểm sát Dương Nội, phạm vi bán kính 1 km, quay đầu xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Và với cái thiết kế của ngôi nhà, cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này, ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô chỉ 30m. Ngõ trước nhà như thế này thì xe ba gác và xe máy tránh nhau thoải mái quý vị nha. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại lãi suất ngân hàng đang rất là hợp lý, đến từ những cái ngân hàng rất là uy tín mọi người nhá. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin về cái hỗ trợ ngân hàng như thế nào thì quý vị liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nha. Đây là cái phần phòng khách tầng 1 của ngôi nhà với diện tích rộng, cho nên thiết kế hai phần phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Phần phòng khách thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu cho quý vị về cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền. Nói chung về cơ bản thì căn nhà này quý vị xách vali về ở được ngay. Phần không gian phòng khách thì ở đây chủ nhà có lắp cho mình một cái tấm ốp nano. Với tấm ốp nano này giả đá mọi người ạ, cho nên là cái độ bền của nó được 10 đến 12 năm. Kệ tivi và cái căn nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích ngập tràn, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị đi làm theo trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài ra đại lộ Thăng Long, rất là phù hợp. Đi làm ở Hà Đông cũng được, ở từ đây mà đi ra Mỹ Đình cũng được, mà quý vị ở đây đi làm ở trên địa phận Hoài Đức cũng được mọi người nhé. Mời quý vị theo em vào khám phá tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị hết, về tủ bếp rồi là hệ thống đầy đủ những cái phụ kiện bếp đi kèm. Về tủ bếp thì thiết kế cái gỗ MDF chống cong vênh. Đấy, MDF lõi xanh mọi người nhá, chống cong vênh. Rồi phụ kiện bếp toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi hết. Nước sạch sử dụng là nước sạch Sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Đứng từ trong cái không gian phòng bếp này thì hệ thống trần thạch cao, quạt trần chủ nhà đều lắp đặt đầy đủ. Ngoài phần phòng khách thì chủ nhà decor thêm một cái đèn chùm nữa, tương đối là hợp lý và tinh tế. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, màu bếp cũng là màu trắng, cho nên vào trong không gian nhà tương đối là thoáng mọi người ạ. Đứng từ phần phòng bếp mà hướng ra phần phòng khách thì quý vị có thể nhìn thấy diện tích rộng, cho nên thiết kế của ngôi nhà tương đối là khác. Và diện tích rộng như thế này thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng với cái căn nhà này là 4 phòng ngủ riêng. Ngoài ra phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với tầng 1 thì đã thiết kế bể ngầm 2 khối 8, trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một bồn nước 1 khối rồi đó. Và ở trong này là hệ thống máy bơm nước tự động nhé. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa phần cửa chính, phòng khách cũng như là phần cầu thang. Ở đây thì chủ nhà lắp cho mình một cái vách CNC. Và ở dưới là có một cái tủ kệ để trang trí, nhưng mà cũng để được chút đồ mọi người nhé. Đó. Nói chung là anh quay review cụ thể đường hướng, hướng nhà là hướng Đông Nam, giá bán để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với 4 phòng ngủ thì thiết kế mỗi một tầng 2 phòng, tầng 2, tầng 3. Mỗi một tầng thiết kế 2 phòng ngủ rất là thoáng. Và thiết kế cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, tầng 2 đây mọi người nhé. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài đây. Hướng cửa chính là hướng Đông Nam. Quý vị nào đang hợp hướng Đông Nam thì có thể cân đối căn nhà này. Ngõ thông, gần với đường ô tô. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa sổ thiết kế rất là thoáng. Và phần cửa sổ thì chủ nhà có thiết kế thêm rèm cửa cho quý vị thực tế đây. Trong phòng ngủ thì thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cũng như ở phía dưới chân Ngọc Ánh là thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ, còn đây là phần phòng ngủ bên trong.
Với cái phần phòng ngủ bên trong này thì đây cũng thiết kế tương đối mọi người ạ. Chủ nhà lắp sẵn cho mình một chiếc điều hòa rồi. Tất cả các phòng ngủ tầng 2, tầng 3 đều được lát sàn gỗ. Cửa, các cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm nghệ. Đó. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ về bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, quạt hút mùi cũng như là lavabo. Đây. Gương tắm. Đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 là chúng ta có 4 phòng ngủ riêng. Đây. Tầng 2, tầng 3 thì thiết kế giống nhau rồi. Quan trọng nhất vị trí bất động sản quyết định lên giá bán, cũng như vị trí bất động sản thì quyết định lên được là cái khu vực ở như thế nào. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh để có thể được tư vấn đi xem nhà thực tế, xem cái tầm tài chính nó có phù hợp với mình hay không, quãng đường đi lại nó có phù hợp với mình hay không. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3 bên trong. Chủ nhà cũng lắp điều hòa cho quý vị rồi. Đó. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 3. Thiết kế tương tự như tầng 2. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt, lắp đặt đầy đủ xong xuôi, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở. Đó. Và phần còn lại của ngôi nhà tầng 4 thiết kế như thế nào thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là một phòng riêng ở trên phía tầng 4. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích, công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Phần còn lại, sân phơi. Với cái phòng này siêu rộng, quý vị có thể ngăn ra làm được hai phòng nhé. Còn đây là phần sân phơi ạ. Với phần sân phơi rất thoáng, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết về vị trí ngôi nhà, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình thôi. Thưa quý vị, mọi người muốn tìm hiểu thì liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.